Hello anh chị, em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào toàn thể anh chị nha. Hôm nay thì tiếp tục đây ạ, Trần Anh lại về thêm tiếp con Mazda. Mazda 626 hàng nhập bản số 92E11084. Điều ngạc nhiên trên con xe này là anh chị ạ, có cửa sổ nóc. Thường thường mấy dòng Mazda đời 95, 96 thì nó chỉ có một túi khí, nó không có cửa sổ nóc. Nhưng mà điều ngạc nhiên hơn là con này có thêm một cái cửa sổ nóc và trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài trên con xe này nha anh chị nha. Con này là màu đen nè. Đó, màu đen nè, nước sơn còn rất là đẹp anh chị coi nè. Nước sơn nè, đó, anh chị nhìn cái nước sơn của nó không? Đó, nước sơn nè. Nước sơn ánh kim rất là đẹp nha. Con này bốn vỏ đường mới 90%, mâm là mâm đúc ạ. Con này là trang bị cùng thắng ABS, chống bó cứng phanh 4 thắng ABS nha. Đó, đồng sơn nè, để cho anh quay cái đồng sơn rồi cho anh đi vào nội thất, để cho anh đi luôn cái gầm bề cho anh chị xem nha. Đó, chất xe còn đẹp mãi với thời gian luôn. Tiếp theo ạ, đây là tiếp về thêm một con Accord nữa, xíu nữa chúng anh sẽ làm clip tiếp tục nha. Đậu nó được rồi anh ơi. Đây là form xe nè, đây là Mazda 626 bản số 29E11084 rồi anh chị ạ. Đồng sơn rất đẹp nè, không một vết trời luôn. Đó, chủ nhà đi con xe rất là giữ kỹ anh chị nha. Đó, anh chị coi đồng sơn nè, bóng lưỡng luôn. Bốn vỏ mới nha, bốn mâm đúc nha anh chị nha. Đây nè, bốn vỏ mới nè, bốn mâm đúc len keng luôn nè. Bốn cánh cửa rất là liền lạc. Đây ạ, đây nè, cho anh mở cửa cho anh chị xem nhé. Tắp bi nè, đó, tắp bi cửa nè. Cái dòng xe này thì anh chị có thể yên tâm, không có một xíu gọi là dịch vụ gì con xe này đâu nhé. Nỉ nè, nỉ ở dưới là nguyên bản nè, đèn báo cửa nè, nguyên zin nè, đó chị thấy không, những cái sóng lường nè. Đó, nước sơn đó. Đây phong dáng nè anh chị nè. Đây nè, trang bị túi khí nè, e băng nè, bên tài phụ nhé. Bên tài phụ có một túi khí nè. Bên tài chính là vô lăng nè, trang bị một túi khí nữa nè. Trang bị màn hình cam de trên con xe này nhá. Điều hòa switch tự động, toàn diện luôn, con số nè. Đó, con số của em ở đây. Tắp bi cửa nè. Cửa sổ nóc nè anh chị. Cửa sổ nóc này chắc người ta không xài nữa rồi. Ghế nè. Còn rất là mới. Nội thất ở trong mới 60% nha. Đây nè, qua thời gian 5 tháng nó có bị chóc một cái lớp xi bên ngoài này ra nè. Đó. Xe có sao thì nói như vậy nha. Đó. Nó chỉ như vậy thôi anh chị. Xe cùi bắp. Tập chạy tập lái, cùi bẩn bẩn đến với tay người tiêu dùng. Chất máy đi siêu cọp luôn. Nội thất này trong là chỉ có bốn cánh chính điện nè, ghế nè. Ghế là học tì tay nè. Đèn đóm đầy đủ trên con xe hết, không thiếu một cái gì anh chị nha. Đây ạ. Tắp bi cửa nè. Đây là tắp bi cửa nè anh chị. Đó, tắp bi cửa nè, bốn cánh chính điện anh chị nha. Đây nè, học tì tay nè. Đó, học tì tay của em ở đây nè. Nguyên rin hết. Đây ạ, để Trần Anh vô phần máy, Trần Anh test phần máy cho anh chị coi nè. Chất đóng cửa rất là liền nha. Đó, Trần Anh quay xe nè, form dáng của Mazda 626 hàng nhập. Hai túi khí, cửa sổ nóc. Form dáng rất là nhỏ gọn, một bộ đen mạnh mẽ, cá tính trong cuộc sống anh chị nha. Đó, form dáng của Mazda đây. Đây nè, xíu nữa Trần Anh quay thêm một con Honda Accord này cho anh chị, giá cực rẻ đến với tay người tiêu dùng luôn nha. Đây nè, con Lanos thì Trần Anh cũng vừa mới lấy về nè, cũng đang chuẩn bị cho qua bên công nghệ xử lý đồng sơn làm đẹp hết toàn diện. Rất là nhiều xe nha. Hôm nay Trần Anh gần Tết rồi, Trần Anh tập trung, Trần Anh đi gom xe cỏ bắp về tập chạy tập lái đến với phục vụ người tiêu dùng mấy chục triệu quay đầu. Anh chị đã có sở hữu được một con xe để che nắng che mưa cho gia đình rồi nhá. Keo chỉ là không mất phân nào anh chị nha, bốn cánh nè. Đó, đời chị, con này đời 95-96. Đây ạ. Trần Anh vô phần nội thất nè. Anh chị coi, Trần Anh test cho anh chị xem nhé. Đó, đề nhẹ là nổ máy rồi anh chị. Đây là vòng thu máy của nó nè, anh chị coi nè. Đó, nhích nhẹ cái là lên 4.000 vòng rồi. Đó, anh chị thấy không? Đèn còi nè. Trợ lực nè, ngồi một chỗ xoay vô lăng nè. Rất là nhạy anh chị nha. Đây này, trang bị túi khí nè. Túi khí nè anh chị ạ. Đây này, trang bị túi khí nè. Chưa có dấu hiệu là nổ đâu nha. Túi khí nó còn rất là cứng. Đây nè, trên tắp lô nè. Trên tắp lô là trang bị thêm một túi khí nữa rồi nha anh chị nha. Chưa có dấu hiệu là nổ nha. Gõ vô đây là biết nè. Túi khí còn anh chị nha. Con số nguyên bản nè. Từ cụm đồng hồ xuống nè, từ phần tắp lô xuống nè, rất là liền lạc nè anh chị thấy không. Đó, đây người ta ốp giả gỗ hết toàn diện nè.
đó, tay nắm nè, học thì tay nè, đầy đủ những con xe luôn, ghế là không có dấu hiệu là mục mọt nhé. Thế là cửa sổ nóc nè, thế là có cửa sổ nóc nè, cửa sổ nóc này chắc em nghĩ người ta không xài nữa, vì cái đời này nói chung là nó cũng sâu quá anh chị. Trang bị cho xe nè, cảm biến ghê nè, nó đầy đủ những con xe luôn, máy móc để cho anh test phần máy cho anh chị xem nhé. Đây nè, cho anh test phần máy cho anh chị coi nè. Đó, đây là tổng quan nội thất của Mazda 626 anh chị nha. Đó, dòng xe cua bắp tập chạy tập lái đó anh chị. Đây nè, phần máy là máy nổ thì thầm mùi xuân luôn nhá, chất máy thì bao đẹp luôn nha anh chị nha. Đó, biểu tượng logo nè, đây là biểu tượng logo, nó có hai đời nha, một đời là nó có logo khác, còn cái đời đời sau đời trước là cái logo này anh chị nha. 626 nó có hai đời đó anh chị. Đây nè, máy nè anh chị coi nè, đó chị thấy chất máy không, bao êm luôn. Đây à, đây là chất máy nè, máy đang hoạt động nè anh chị ạ. Trường Anh để rất là sát nhá, đây à, đó chị thấy không, máy móc nổ nè, cực êm luôn nhá. Đó, những cái đinh bấm nè, đinh bấm của sóng dằn nè, trụ nè anh chị ạ. Đây nè, nguyên bản hết con xe luôn nhá. Con này 2 chấm, mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó là 10 lít trên 100 km, xài 4 lít full 1, 2, 3, 4. Hàng nhập anh chị nha. Sóng dằn là những cái sóng dằn nè. Xe tàu lao là Trường Anh không lấy luôn nha, anh chị biết tính Trường Anh rồi. Xe có sao thì nói vậy, tạ đúng, tạ chuẩn với anh chị nha, không có tạ sai cho anh chị một xíu nào đâu. Mua bán thật thà, có sao nói vậy, chất phát, không lương lẹo nha. Đó là bản tính của em. Đó, anh chị cảm thấy anh chị nhắm anh chị mua được là Trường Anh sẽ bán cho anh chị, còn anh chị không mua được thì để đó nhá. Đó là vậy. Máy nè, máy nổ rất là êm nha. Đó, anh chị thấy máy đang hoạt động không? Đó, máy đang hoạt động rồi nè. Đây ạ, Trường Anh quay luôn phần gầm cho anh chị xem phong dáng con Mazda này nhá. À, đăng kiểm nè, đăng kiểm tháng 2 năm 2020 nè anh chị. Đây là Trường Anh quay phần gầm cho anh chị coi nè. Dạ, anh chị coi phần gầm nè. Đó, chị tìm cho Trường Anh coi có chỗ nó mục không nha. Đó, phần gầm của xe đây nè. Máy móc nè, anh chị thấy không, rô tin thước lái là máy đang hoạt động rồi, rất là khô ráo nha. Phần gầm nó đây nè, không có một xíu mục mọt anh chị nhá. Thế nè, đó Trường Anh quay kỹ và quay thẳng cho anh chị nha. Xe mục là nó xe mục nha, còn xe không mục là nó không mục nha. Đó, phần gầm đó anh chị thấy không, phần gầm rất là chắc luôn. Đó, phong xe đó, Mazda 626 hàng nhập Nhật, đời 95 nha anh chị nha. Chất cửa đóng rất là thanh, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, một lần nữa anh chị mua thì alo trực tiếp với Trường Anh Auto. Đó, Trường Anh quay lại phong dáng con xe đó cho anh chị xem nè. Đây nè, anh chị thích dòng Accord này không? Trường Anh có Accord cho anh chị nhé. Hôm nay Trường Anh nhập về 5 con xe luôn, giá mấy chục triệu quay đầu đến với tay người tiêu dùng. Đó, phong dáng con xe nè, đẹp len keng luôn nha anh chị nha. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.